Rồi ngày mới mình xin chào cả nhà luôn nha. Nay mình vẫn tiếp tục đi thăm bẫy gắn nha cả nhà. Hôm nay mình đi với con mình. Ê vai chào cả nhà cả. À, ngày mới cũng không quên chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống nha. Chúc anh em đồng nghiệp mình đi thăm bẫy trúng lớn nha. À, mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bẫy gắn xem hôm nay có thành quả gì không. Đi với nhí nha. Rồi tới cái bẫy đầu tiên mình quay chia sẻ nha cả nhà. Rồi tới cái bẫy đầu tiên của mình nha cả nhà. Bẫy này chứ rồi cũng dính được em hành ba. Hy vọng chứ này sẽ dính á. Dính không đây? Chống lỏng nhí ơi. Rồi cái đầu tiên lộn luôn. Này thăm hai chứ dính hai con à. Đưa cái bẫy phụ lại thành ba đó, ghê chưa. Rồi ốp máy nha cả nhà. Rồi trong này mình cũng có một cái luôn cả nhà, đây gần nhà ta quá, nhà ta sắt bên chó nó sủa. Cái này chứ người cũng dính được em hành ba. Cái này sao đây, chiếc này thì chuột con đó nha. Rồi ốp máy luôn nha cả nhà. Chặt cả nhà xong luôn ngày của mình luôn nha. Đây, lúa chuột tới lưới, đây lúa chuột tới lưới rồi, bắt gắn này ra luôn cả nhà, tới lưới mới cáo luôn. Ngày mình chỉ có vậy thôi cả nhà. Hàng cái đầu tiên là con lộn mà hành ba. Cái đầu tiên con này hai lạng vậy. Rồi mình ốp máy nha cả nhà, tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ nha. Rồi trong này mình cũng có một cái luôn cả nhà, cái này mình cũng mới chạy nện, nhưng có thành quả có kết quả không này. Thứ bảy nằm ở đây trống lỏng. Ồ có hàng, hình như hai con hay con, có hàng mà chuột còn luôn cả nhà. Đây chuột cho bá nữa luôn, chuột còn mà dính gắn nè. Con này hành ba nữa cả nhà, cắn te tua chuột gắn hết rồi, ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái cả nhà. Cái bẫy này mình đặt trống lỏng. Chương này sao đây, chứ ngồi thăm thì chết à. Không có hàng. Chuyện này có phần cả nhà ơi. Đây. Phần dạng dạng đây. Chứ con này cũng không lớn đâu. Hành ba là dữ. Đây, hành ba nữa cả nhà. Hành ba. Rồi, thấy cái bẫy vô xây cua hành ba cái nhà, mình ra mình bắt luôn cái nhà. Rồi tiến hành bắt gắn ra nha cái nhà. Đây, con đầu tiên hành ba. Đây, con hành thứ hai mà vẫn còn chuột cái nhà. Đây, con gấp ra cái nhà, vì nó còn chuột. Còn chuột bắt hết lâu. Ừ, ra rồi đó. Rồi này mình cũng bắt con này ra luôn. Con này hình ba nữa nhỉ. Con này hơi lạng vậy. Rồi nói gì ra đây. Nói chuột tiêu quá xong đồ lâu rồi. Con kia ra luôn, hai con thành ba một lứa luôn. Rồi bỏ vô túi nha cả nhà, ốp máy luôn cả nhà. Rồi trong này mình cũng có một cái cả nhà, vô thấy cái bẫy luôn, trống lỏng rùi bu với ta, lưới tam liềm rùi bu biết sao đây. Rồi quá trời đóng phần cả nhà. Đây để mình cận cảnh cho cả nhà cùng xem nha.
thân. Quá wow. Con này lớn hay nhỏ đây nha. Ồ, cũng được đó nha, biết ngựa hay hành ngang. Nó ói chuột. Ồ, em hành hai con luôn. Hai con, một con, một con nhì, một con ba hết cả nhà. Hai em ngon lành. Rồi ốp máy cả nhà. Hai cái đầu. Hai cái đầu đây. Rồi ốp máy nha cả nhà. Rồi trong này mình cũng có một cái cả nhà. Bên kia sát lộ gần nhà ta. Này chứ ngồi thì bị chuột xử. Bảy nằm ở đây. Đi dập tới đẳng. Có gì không? Ồ nặng nữa cả nhà ơi. Rồi em ngựa. Em ngựa chọc bá cả nhà. Hai cái dính hai em luôn. Bánh mì Sài Gòn. Rồi ốp máy cả nhà. Rồi mình tiến hành bắt gắn ngay luôn nha cả nhà. Đây khu vườn này là tròn là dừa không cả nhà. Dừa với cao. Bắt hai em hành ra trước đi. 172 con. Nặng mình tưởng đồ dính hàng whip à, hai già. Lột hai con, không biết có nhì không đây. Thấy con kia giống giống nhì mà không được, không biết được nhì. Cái đầu cũng bự quá. Lấy cây sọt sọt cho nó xuống. Ừ. Rồi. Hai em. Hai em nữa là mình được 5 em hành nè cả nhà. Ở cái đường nó ra chứ ra đường kia không vậy. Sợ. Gắn không sát miệng hòm xuống. Lúc ra chim lại coi, ghim lại coi ổn. Cho thọt cho nó xuống. Này hai con này chắc thành ba. Biết có nhì không? Đè cho nó sát. Ừ. Con này hình ba hả? Ba. Còn con nữa. Hai con hình hai. Con này con thấy đầu bự lắm mà ta. Lấy con này. Rồi hai em hình ba không cả nhà. Khó tay luôn. Này. Tưởng đâu có con hình nhì rồi, mở túi ra coi. Mới sáng sớm lộn được 5 em rồi cả nhà. Em hành ba rồi đó. Rồi cả ký rồi. Năm con này cả ký rồi. Bây giờ mình tiến hành bắt em ngựa ra. Em ngựa này cũng bự. Nó dần cháy luôn. Con này chắc cỡ 600-700 gram. Tổng cái đầu nó lên. Nó có dính dương lúa nó không ghê. Cho cái đầu miệng hôm lên. Ừ, vậy đó. Ngựa nó để vậy nó ra. Mấy con này câu giờ thiệt chứ. Rồi. Con này ngon. 6 lạng mấy 7 lạng đó nha. Rồi bỏ vô luôn. Rồi, cái tiếp theo mình quay chia sẻ cả nhà. Rồi, ở đây mình cũng có một cái nha cả nhà. Cái này chiến gọi thì dính được em hình ba mà còn chuột luôn. Chiến này sao đây? Chống lỏng luôn, nhẹ nhẹ luôn, sơ sinh bột lúa luôn. Rồi ốp máy cả nhà. Ồ, trong này mình cũng có một cái cả nhà. Thăm này thăm chiến gọi thì chuột chết. Chiến này sao đây? Dòng có hàng rồi. Rồi chống lỏng luôn. Gì? Dướng cái gì sao mà thấy cảm giác nặng ta? Ồ, có cảm giác cả nhà. Biết con gì nha. Ồ, em hành cả nhà. Ngon. Con này dám vô nhì vậy cả nhà. Ngon lành. Cái bụng còn ốc nóc luôn. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Rồi bắt gắn ra luôn cả nhà. Cái bẫy mới dính hồi nãy hình như dính hai con cả nhà. Mình thấy hai cái đuôi mà sao nó nặng, mình tưởng đâu có một con, ai về hai con cả nhà.
Đây, hai cái đầu luôn. Y chang con hồi nãy luôn. Chứ hình chân con bắt ra luôn. Ở đây mình cũng mới dính con mà mình không có quay được đó nha. Con này cũng được. Dám nhảy không đây. Bắt gắn ra luôn. Ở thấy nó nhỏ mà sao nó nặng. Dòm kỹ lại thành ra hai con. Ở đây dính thành ba nhiều quá cả nhà ơi. Chưa thấy em hành nhì nào. Nhĩ đang thầm đẳng rồi. Xẹp lép cái bãi. Bảy hai con cả nhà, bằng nhau luôn, cỡ luôn. Biết được nhì không? Ba. Ba nữa cả nhà. Không được nhì. Bắt em này ra luôn. Em này chắc cũng nhì ba luôn chứ cái nhì. Dỡ lên nặng chịch mình tưởng đâu hành nhì mình dòm không kỹ thì nên nó hai con này, con nữa, con này mình không có quay được nè, con này chắc không được nhì ba luôn rồi. Tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ cả nhà. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có cái luôn cả nhà, này chiếc gùi hình như cũng có dính nè. Cái chiếc này xa đây mất hân vọng gì không. Bảy nhiệt tương rồi những chuột vẫn còn rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có con cá nha cả nhà, đây gần nhà người ta luôn này. Chiến rồi cũng dính được em hành ba. Cái này sao đây, ủa sao lật bờ rồi, rồi sao mất chuột luôn ta, lật bên mất chuột luôn cả nhà. Rồi ốp máy cái nha. Rồi ở đây mình cũng có một cái nha, thăm ba cái mất chuột hết ba cái luôn, không biết bị gì đây. Rồi này thì còn chuột. Rồi ở đây mình cũng có một cái nha cả nhà, này thăm chiếc gùi dính được em hành đó, em hổ hèo. Ồ chiếc này thì mất bảy luôn, ta lấy mất tiêu rồi cả nhà, đốn lá lấy mất tiêu rồi. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi giờ bắt cán ra luôn nha cả nhà, dính hai con mà mình không quay được cả nhà. Em ngựa dằn khè chà bá nè, chứ em hành ba nữa. Có người ta bẻ dừa mình thăm mà mình rút ra luôn, dính cũng rút bảy ra luôn cả nhà, ra mình không có quay được cái khúc đó. Người ta đang đốn dừa, gom dừa lung tà la hết chứ. Nhảy dừa mất đâu hai ba cái, mình rút ra luôn. Này dính được em ngựa. Ngựa với em hành. Và không quay được luôn. Vỗ vỗ. Đầu nó ra tới đây nè. Ủa, con này to. Mà ỉa đầy mặt bây giờ. Ừ kéo nó rút quét từ từ ra. Ừ vậy nó xây cái nó ra hả. Ừ cái tay bụng cái tay kéo ra đừng cho nó cắn. Con này cũng bự cả nhà. Sao bị lạng khỏe luôn. Ngon dạng cháy luôn. Đó. Rồi bỏ vô túi đi. Nó dính con ngựa hồi nãy nè. Con ngựa đó đồ dính nữa gì cười đủ này, cái mặt kìa bự hay nhỏ. Bự hay nhỏ bỏ xuống bắt ra luôn đi. Y ta chung gắn người ta cười phải ru. Đi không biết đi đâu bữa hôm về nhỏ nào bị ta đấm bể mặt sưng mặt kéo cả dùng họ kìa vậy nè. Cái bẫy này nhí nói dính cái gì mà thăm cái gốc dừa đó ba con rồi đó, hai chiếc ba con đó, cái chỗ hồi nãy người ta bẻ dừa đó, hành ba không chứ có hành đâu lớn, đâu có, cái này chết chuột.
Này dính chỗ gốc dừa xuống thăm nhí, nó dính cái gì đâu mà thăm đó. Cái đàn cồi dính hai con đó. Thì cái bẫy đó đó. Lúa quá trời. Thăm anh ba. Rồi bỏ vô túi đi. Nhí chắc có gắn lớn rồi. Trời. Có hàng khủng không? Có hàng khủng là 3 ly cà phê chứ không có gì, nó nhiều. Rồi cột đi. Bên này nắng quá cả nhà. Trời chuyển kéo mây đang thù lùi mà không biết mưa không vậy. Giờ này mà hầm chịu không nổi. Quá trời hầm. Ô. Đâu có thua mình đâu ta. Hàng gắn, dính gắn ngon không? Được 3 ngày rồi đó. 3 nhị ở đây chưa có nữa nè. Đi em bé con. Game thì đưa game cho chú Nhí à. Con này là vô đó mà. Vô cái tật này. Ngon. Mình sao dính? Bởi vì anh Bình ấy bẫy nhỏ, dính gắn nhỏ phải rồi. Bẫy người ta bự, nó dính gắn bự không? Gắn nhỏ không? Kéo gắn ra không nổi luôn kìa. Đù, nhì, xiền luôn. 3 lạng rưỡi. Rồi bữa nay nếu mà tính số lượng nhí không có thua mình đâu. Nhưng mà của anh ta chắc lượng hơn mình. Biết bữa nay ai ba cà phê ai đây ta. Trời, con này cũng nhì luôn gì rồi. Bá chuột vô đi. Chỗ này dính 2 con, 2 chuyến dính 2 con. Ừ, khi còn chỗ anh thì 2 chuyến dính 3 con. Mà hành 3 không. Nói anh em cái anh em biết liền. Gần khu vực trại giam. Trời. Thông báo rồi mất 7 đừng có nói. Mất 7 hồi nãy khóc quá trời. Ốm nhom nhất. Tiền pha. Rồi tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ cả nhà. Rồi ở đây mình cũng có 1 cái cả nhà. Rồi biết còn 7 không đây. Không còn. Thấy dấu đậu lúa mình tưởng nó mất hết chứ. Nãy mình cũng mới thăm dính được âm hành mà không có quay cả nhà. Gần lỗ. Rồi cái này chuột còn. Chạy bột lúa trong này. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có 1 cái luôn cả nhà. Này chứ người cũng dính được em hành 3 luôn. Cái bẫy này dính thì cũng dính thường xuyên mà dính hành nhỏ không. Rồi gì đấy nặng không, có cảm giác cả nhà không biết phải không. Rồi có luôn cả nhà, em hành 3 đây nằm ở trong ướt nhẹp nước ngập cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiến hành bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Mới dính được 2 em. Em kia hồi nãy mình thăm mình không có bắt luôn cả nhà. Tại có người quá. Thăm thì không có quay. Lúc này là vô khu này, khu nhà nhiều cả nhà. Nên cũng chỉ có thăm thôi. Rồi tới đây mình mới bắt. Còn đó chắc được nhị. Sáng giờ được nhiêu đó cả nhà. Vỏ vỏ thứ cái nó ra. Ồ, con này chắc nhì. Sáng giờ mới được con nhì cả nhà. Biết được con nào nhì nữa không? Cũng được 3 lạng mấy. Miếng có nhì là ngon rồi. Cái đó là mình đặt sát lộ luôn trước nhà người ta luôn á. Vô thăm là chủ nhà ta dòm dòm cút ra luôn. Cái hành ba đi. Hành này nhỏ, chiếc nào cũng có dính một. 1-2 chuyến đều có dính hết trơn mà gắn nó không được lớn đó nha. Nhưng mà hành mini không. Con này. Lớn không? 1 lạng rưỡi. Rồi tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ nha cả nhà. Dạ tôi gắn lên coi chút coi thằng. Rồi tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ cả nhà. Trong này mình cũng có 1 cái cả nhà. Này chuyến thăm thứ 2 và chuyến rồi dính
dính lục mè mình thả ra luôn. Bây giờ hình như mình thấy cái giống phân cái nhà. Ôi cái phân cái nhà ơi, nặng không, cũng nhẹ cái nhà. Đây phân nó nằm ở đây cái nhà, nó lấy nét luôn. Phân vàng. Ồ em hành cái nhà, em này cũng mới vô bụng còn ốc nóc luôn. Rồi ốp máy luôn cái nhà, chút bắt ra. Đây con cái luôn nha cái nhà. Chứ ngồi thăm thì chết quá. Rồi cái này cũng chết luôn. Ồ có hàng nè, bị chuột xử rồi cái nhà. Đây em hành mini, chuột xử luôn. Rồi ốp máy luôn nha cái nhà. Rồi bắt gắn ra luôn nha cái nhà. Nhi mới dính con này 3 ly cà phê cái nhà. Đó. Này là 3 ly cà phê. Các bạn thấy gì cho phê không? Ừ. Oh. 3 ly cà phê nghe. Cũng hành mà. Thì mình cũng hành nhưng mà hành nó không giống người ta. Đó là hành con, con này còn hành mẹ. Ừ. Còn không thua còn được hỏi nè. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn tí nha. Nhỏ hơn. Con kia 9 lạng, con này có 7 lạng đấy. Ừ. Rồi kìa bắt gắn chết luôn rồi. Hai đè cái miệng hôm xuống. Ừ. Chết rồi. Hai đứa bắt gắn đi đi vào lòng đất. Đây, quay con hành bự cho nó sướng. Trời trời, không có lấy cái chim hôm xuống đi. Ừ, hàng gì hôm chết mới dính chứ. Rồi có bóng lưỡng con tàu. Nó sướng. Ở này như trúng mắm nữa rồi cái nhà ơi. Ừ cười rồi. Giờ bộ sảy. Đổi đi quay. Hai con hành đổi đi quay. Con này đổi. Lâu rồi mới có cảm giác cầm con hành của anh ta sao không? Sao dính bự hoài, anh không dính bự chứ vậy? Đấy, 3 ly cà phê vậy. Đấy, dính nhỏ dính nhỏ. Nhỏ dính nhỏ. Nói chung là thăm cái này chắc cũng cho 40 cái ha. À, 40. Thôi là mập đây. Mập. Rồi, túi gắn của anh ta nè, nhìn thấy ham luôn. Còn túi mình toàn mini không cái nhà. Ồ, chê dưới đây. Chê nè, túi nó mua 4 xị nè, bán không? Anh em không mua rẻ vậy. Hành toàn là mini không. Rồi, mình ốp máy tới cái tiếp theo mình quay cái nhà. Rồi, ở đây mình cũng có 1 cái luôn cái nhà. Dấu dập này sao kỳ vậy ta, khi nào mất bẫy không. Rồi mất bẫy luôn cả nhà, ta dịch lấy luôn rồi. Bó tay bẫy mình đặt ở đây rồi. Rồi mất dính không, đu phân nè, phân cũ má ơi. Em hành ba thả đi, nó nhỏ mà. Bớt giỡn. Em mới dính nữa vậy đây. Nhí hay quá Nhí ơi. Rồi, còn nữa nè cả nhà. Hai em. Túi luôn. Cười. Rồi, ốp máy luôn cả nhà. Rồi tới cái bẫy của mình luôn cả nhà. Bẫy này cũng thăm đâu 2-3 chiếc mà chưa thấy dính cái gì á. Cái này chống lỏng luôn. Rồi chuột liên sinh rồi cả nhà. Rồi tiếp tục ở đây mình cũng có 1 cái cả nhà. Cái bẫy này hay mất chuột á, mình lấy bẫy bự lại cả nhà. Bẫy 6 vuông, nó 8 vuông chứ. Bẫy này mình làm đâu cũng 5-6 năm mà. Giờ còn có mấy cái. Bẫy này chứ gọi thì mất chuột. Chứ này mới sao. Ồ. Mất chuột giờ còn chuột. Rồi ở đây mình cũng có 1 cái cả nhà. Còn cái này cái nữa cũng hết bẫy, luồng bẫy cả nhà. Hồi nãy mình cũng mới thăm dính được em hành ba mà mình không có quay cả nhà. Tại gần nhà quá. Khu này thì gần nhà không. Rồi có hàng luôn cả nhà. Đây
Tiếp tục em hành ba mà vẫn còn chuột nha. Không biết còn sống không đây. Rồi chắc nguyên sinh luôn rồi. Ồ, còn nhúc nhích. Rồi em ốp máy cái nha. Rồi ở đây mình cũng có cái nha. Thăm cái này mình bắt cắn con ra mình tổng kết thành quả luôn cái nha. Ồ, cái này còn chuột luôn. Rồi chúc mình tổng kết thành quả luôn cái nha. Rồi bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Này cũng hết luồng bẫy luôn à. Hồi nãy mình bắt ra bị cái chuột sợ nó cắn chết. Chuột cả nhà. Còn con. Ra mình tổng kết thành quả luôn. Bữa nay thăm bốn mấy 50 cái gì đó cả nhà. Rồi bỏ vô túi đây, tổng kết luôn. Mình bỏ bữa nay gắn 3 không cả nhà. Con hai con gắn nhị thì có hành nhất, hành nhì nhiều hơn mình, nhị bữa nay trúng, mình bữa nay cũng tạm ổn đó nha, tại vì gắn hơi nhỏ thôi, đầu mùa mưa mà gắn ba nó chạy quá. Để coi mấy ký. Ôi, cái này hơn ba ký rồi cả nhà, hơn 3 ký ạ. Hành không dính được hai con ngựa đó nha. Ngon, 3 ký mấy. 3 ký mấy gắn. Ngựa túi nha cả nhà. Nhĩ có gắn bự mình thì hành ba nhiều, hành nhì ít. Có con này được nhì đâu, con hai con vậy cả nhà. Đen xì lì ha, túi. Đấy. Rồi, chúc cả nhà có những giây phút thư giãn khi xem video nha. Cả nhà thấy thích hay hay cả nhà cho mình xin lượt đăng ký, lượt like nha cả nhà. Chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn nha. Rồi, chào cả nhà luôn đi. Rồi, hẹn gặp cả nhà clip sau nha. Bye bye.